Chào mừng quý vị đến với chương trình Ai là triệu phú, và cũng như thường lệ, bây giờ là lúc chúng ta sẽ làm quen và chào đón với 6 ứng viên đến với Ai là triệu phú tuần này. Mai Thị Hằng Thu đến từ Thanh Hóa, Phan Văn Thành đến từ Hà Tĩnh, Lê Bảo Khánh đến từ Bắc Ninh, Trần Thị Tuyết đến từ Nghệ An, Trần Tuấn Anh đến từ Phú Thọ và Vũ Mạnh Thắng đến từ Hải Dương. Đó là 6 ứng viên sẽ tham gia trả lời nhanh cho một câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Trước mắt họ là hệ thống máy tính, ở đó có hiển thị câu hỏi và các phím bấm phục vụ cho người chơi trả lời câu hỏi. Bây giờ là lúc chương trình đưa ra câu hỏi đầu tiên dành cho các ứng viên. Sắp xếp các từ sau thành tên một thể thơ đường luật. A thất, B bát, C cú, D ngôn. Xin mời. Thời gian dành cho các ứng viên đã hết và bây giờ là lúc chúng tôi đưa ra câu trả lời đúng. Chúng tôi đã hỏi các ứng viên là sắp xếp các từ sau thành tên một thể thơ đường luật và thứ tự đúng sẽ là A thất, D ngôn, B bát, C cú, thất ngôn, bát cú, và chúng ta sẽ xem kết quả. Tất cả đều trả lời đúng và xin chúc mừng Phan Văn Thành ở 3 giây không thông là người đưa ra câu trả lời đúng này nhé. Xin chúc mừng. Người chơi đầu tiên trong chương trình A là triệu phú tuần này là bạn Phan Văn Thành đến chúng ta từ Hà Tĩnh. Năm nay 37 tuổi, đang là giáo viên văn cấp 2. Dạ. Và bạn dạy ở đó lâu chưa? Dạ, cũng được 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Tính cách là một con người hiền lành, ít nói nhưng mà trực tính. Vâng. Người khác nhận xét là người đa tính cách, sống vì mọi người. Nhưng mà vợ thì chê là khó tính và sạch quá. Sạch quá mà cũng bị chê. Vâng. Nói chung cái gì quá cũng không tốt. Đúng trong rồi. Cuộc sống này đúng không? Thường thì là vợ anh hay chê anh ở cái điểm sạch sẽ trong đoạn nào? Trong thường là trong cuộc sống thì tôi ưa là gọn gàng và cái gì cũng ngăn nắp. Đấy, vợ thì nhiều khi nó cũng ngăn nắp được như theo như ý muốn của tôi. Thành ra là vợ lại chê tôi điểm này. Mình khó chịu vì vợ không được ngăn nắp như ý muốn của mình. Và ngược lại thì vợ lại khó chịu vì mình sạch quá. Vì nếu không sạch quá thì cô đỡ bị khó chịu. Sở thích là thể thao, đọc sách và thường mượn sách không trả. Vâng. Thì tôi đọc thì người khác chưa đọc thì rồi có lần nào đó mà đến ở chỗ tôi thì cũng được đọc. Thế là ta cũng tạm mượn thôi. Tức là mượn xong mình để luôn ở nhà mình. Vâng. Còn nếu đòi thì mình giả, không đòi thì cứ để đấy. Vâng. Lý do đến chơi chúng tôi là để thấy được khả năng của mình và làm gương cho con. Vâng. Anh chị có mấy cháu rồi? Bảo anh là tôi có 3 cháu rồi. 3 cháu. Vâng. Mấy trai mấy gái ạ? Một trai hai gái. Mãi mới nhớ ra là mình có một trai hai gái. Chứ bình thường gia đình người ta nói ngay, chứ còn đây nghĩ mãi mới ra một trai hai gái. Có câu anh nói mà bây giờ tôi phải luận lúc mà hết nợ hết nần cha mần con ăn. Vâng. Nếu được tiền thì sẽ trả nợ đúng không? Anh chị anh nợ nhiều không? Khá nhiều. Vì là tôi làm nghề giáo viên, còn vợ tôi cũng là cán bộ công chức, cho nên là thu nhập cũng bình thường. Và năm trước ấy có làm nhà, thành ra là nợ khá nhiều. Tôi mong muốn là giải quyết một phần nào đó nợ nần thôi. Vâng. Thế thì anh sẽ phải cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt rồi. Vâng. Hôm nay anh đến chơi chúng tôi cùng ai ạ? Tôi đến cùng với vợ. Cùng với vợ tôi. Vâng. Cái người mà khó chịu vì anh quá sạch đúng không? Vâng. Chúng ta sẽ chị tên là gì ạ? Chị tên là Võ Thị Tình. Xin chào chị Võ Thị Tình. Vâng, xin kính chào anh Lại Văn Sâm và khán giả trong trường quay cũng như là khán giả ở trên màn hình VTV3. Tên tôi là Võ Thị Tình, công tác ở huyện ủy huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Và tôi cùng đồng hành cùng với chồng tôi tham gia chương trình Ai là triệu phú, cũng là rất là mong muốn được là khán giả tại trường quay là ủng hộ cho chồng tôi để là hoàn thành cái chương trình thi được xuất sắc. Chị ơi, anh sạch đến mức nào chị? Vâng ạ. Anh sạch đến mức nào ạ? Anh và sạch và rất là ngăn nắp, nhưng mà lì vì điều kiện là chúng tôi là con nó còn nhỏ, mà tôi là sáng mãi dậy thì là công việc của tôi là cũng đúng là 7 giờ, chồng cũng là trước 7 giờ, cho nên là chúng tôi là cũng phải lật đật sớm mãi dậy cho con ăn rồi là
chuẩn bị để cho đi học, cho nên là cũng được ăn học lắm, cho nên nhiều lúc là chồng cũng la nhưng mà cũng phải đành phải chịu bởi vì là vì do công việc đấy ạ. Vâng. Nhưng mà con ngọn như thế thì cũng anh nên thông cảm chứ không nên như thế. Vâng. Chị là cũng vì bận. Vì là con đang còn nhỏ cho nên rất là bận ạ. Vâng. Hà Tĩnh chúng tôi đang có chúng tôi từ dân xứ Nghệ đi ra là mọi người là có mang cái lời gửi gắn nhắn gửi và lời chúc đến anh Lại Văn Sâm và chúc anh là khỏe, trẻ, đẹp và tiếp tục cống hiến cho chương trình Ai Là Triệu Phú Đại Diện xứ Nghệ chúng tôi. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều và chị đã nói rằng là nhiều người ở Hà Tĩnh nhắn gửi thì chúng tôi cũng xin qua chương trình này là cảm ơn những người đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều và cảm ơn những lời chúc của chị gửi tới cho chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào công việc thôi, sau khi đã được lắng nghe lời động viên của chị nhà, đúng không? Vâng. Có tất cả 15 câu hỏi đang chờ anh. Và có 3 mốc quan trọng mà chúng tôi luôn muốn người chơi vượt qua là 5, 10 và 15. Anh có 3 sự trợ giúp là 50-50, gọi điện thoại cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Anh nắm rõ luật của chương trình chưa? Nắm rõ rồi ạ. Đã sẵn sàng chơi với chúng tôi chưa? Sẵn sàng ạ. Người chơi đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: loài hoa nào thường có màu vàng? Hướng dương, phượng, bằng lăng hay hoa sen? Đáp án cuối cùng của tôi là đáp án A. Hướng dương, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 2: đâu là tên một bài thơ quen thuộc của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh? Thuyền và lái, thuyền và sóng, thuyền và em hay thuyền và biển? D là đáp án cuối cùng của tôi. D, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 3: đâu là tên một cây cầu nổi tiếng ở Hà Nội? Thị Nghè, Long Biên, cầu Rồng hay Rào? B là đáp án cuối cùng của tôi. Cầu Long Biên, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 4: từ nào viết đúng chính tả? Rộn rã, rộn rã, rộn rã hay rộn rã? Đáp án D là đáp án cuối cùng của tôi. D, rộn rã, chắc chắn đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 5: có câu năng nhặt chặt 3 chấm gì? A, két sắt, B, tầng hầm, C, bị hay D, cả nhà? C, bị là đáp án cuối cùng của tôi. Năng nhặt chặt bị, xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. Anh đã vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên của chương trình, trả lời đúng cả 5 câu, hiện anh đã có chắc chắn 2 triệu đồng tiền thưởng. Nếu trả lời đúng ở câu số 6, nó sẽ là 3 triệu. Và bắt đầu từ câu số 6, anh có thêm sự trợ giúp thứ tư là tư vấn tại chỗ. Vâng. Câu hỏi số 6: Nghệ An nổi tiếng với món súp gì? Có vẻ như trúng tủ đúng không? Hà Tĩnh, Nghệ An gần nhau. Ngỗng, ếch, lươn hay cá quả? C là đáp án cuối cùng của tôi. Súp lươn, chắc chắn đó là câu trả lời đúng rồi. Câu trả lời đúng ở mốc 6 đưa đến cho anh phần thưởng trị giá 3 triệu. Nó sẽ được nhân đôi nếu như anh trả lời đúng ở câu số 7 và chúng ta vẫn còn 4 sự trợ giúp. Câu hỏi trị giá 6 triệu: Abuja là thủ đô của quốc gia nào? Nigeria, Togo, Liberia hay Gambia? Câu này thì đúng là tôi là dạy văn, ít nhiều có liên quan đến kiến thức môn địa lý nhưng mà không biết là của nước nào ạ. Tôi xin quyền trợ giúp. Anh sẽ sử dụng sự trợ giúp nào ạ? Xin sự trợ giúp hỏi ý kiến của khán giả. Chúng tôi xin đọc câu hỏi và các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp cho anh Phan Văn Thành đến chúng ta từ Hà Tĩnh. Abuja là thủ đô của quốc gia nào? A, Nigeria, B, Togo, C, Liberia hay D, Gambia? Xin mời khán giả. Bốn mươi bảy phần trăm chọn A, 53% chọn B và không có ai chọn C, không có ai chọn D. Thật là khó cho anh, thật là khó cho anh rồi. Có 4 phương án mà chỉ có 2 phương án được chọn.
mà tỷ lệ không chênh lệch nhau mấy. Hình như tôi nhớ cũng dâm là thủ đô của Nigeria là thủ đô Niger, tên là Niger. Còn hai cái à, tôi xin được quyền trợ giúp thứ hai. Vâng, và anh sẽ sử dụng quyền trợ giúp nào? Tôi xin quyền trợ giúp là gọi điện cho người thân. Anh sẽ gọi cho ai? Tôi xin gọi cho anh Võ Hùng Dũng. Võ Hùng Dũng? Vâng. Vâng, chúng tôi xin kết nối điện thoại với anh Võ Hùng Dũng ạ. Alo? Alo, anh Võ Hùng Dũng phải không ạ? Vâng ạ. À, chào anh, chúng tôi gọi điện thoại cho anh từ trường quay của chương trình Ai Là Triệu Phú ạ. Tôi vâng đang ạ, ngồi vâng. Tôi đang ngồi cùng với anh Phan Văn Thành và có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của anh sẵn sàng giúp đỡ chưa ạ? Vâng ạ. Chúng tôi sẽ dành cho hai người một khoảng thời gian là 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời ạ. 30 giây bắt đầu. Vâng. Anh ơi, thủ đô của quốc gia nào tên là Abuja? Abuja. Abuja là thủ đô quốc gia nào? Abuja là thủ đô quốc gia nào? Abuja. Abuja là thủ đô quốc gia nào? Abuja, thủ đô của quốc gia nào? Abuja là thủ đô quốc gia nào? Dạ. Được rồi. À, không nhận được sự trợ giúp. Anh có thể sử dụng một sự trợ giúp tiếp theo. Cũng phải dành sự trợ giúp một chút. Chả liên quan đến kiến thức điện lý. Đây là một câu hỏi khó. Tôi xin quyền trợ giúp tiếp. Đó là gì ạ? Hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Có ai biết chắc chắn câu trả lời đúng không ạ? Trong trường quay có những cánh tay giơ lên. Có nhiều cánh tay giơ lên. Anh sẽ chọn cho mình một tổ tư vấn 3 người đi ạ. Cháu tên là Đỗ Tuấn Anh và cháu xin trợ giúp cho chú là B Togo. Vâng, xin cảm ơn. Người đầu tiên chọn B Togo. Cháu may đến chương trình, cháu tên là Nguyễn Thị Thu Huyền, cháu sinh viên năm 3 của trường Đại học Luật Hà Nội. Cháu đến có trợ giúp cho chú là đáp án A. A. À, xin hỏi là bạn từ tín tưởng vào phương án A là bao nhiêu phần trăm? Theo cháu là 90%, chú cứ tin cháu. Đáp án A. Vâng. Ồ, hai người ngồi ngay cạnh nhau thôi, một người A một người B. Và chúng ta sẽ lắng nghe tiếp. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Lan Anh, tôi đến từ Viện Nghiên cứu Châu Mỹ. Tôi xin được trợ giúp cho người chơi là phương án B, Togo ạ. Rồi, xin hỏi bạn thêm một tí là bạn tin tưởng bao nhiêu phần trăm ở phương án này? À, mình tin tưởng 100%, tại vì mình đã tìm hiểu về thủ đô của một số các cái quốc gia và một số tên thủ đô đặc biệt ạ. Xin cảm ơn. Vậy là ba người của tổ tư vấn thì hai người chọn Togo, một người chọn Nigeria. Anh có quyền, nếu mà anh tin tưởng ở hai người anh có quyền chọn. Nếu như cảm thấy vẫn còn lăn tăn thì anh có thể sử dụng tiếp để kiểm tra một sự trợ giúp cuối cùng. Thôi, nếu còn một sự trợ giúp cuối cùng thì tôi sẽ dành để sau. Tôi xin chọn đáp án cuối cùng của tôi là B, Togo. Togo. À. Câu trả lời cuối cùng người chơi đưa ra theo hai người trong tổ tư vấn là Togo B. Mặc dù là cái chị ở viện nghiên cứu không phải là viện nghiên cứu châu Phi mà là châu Mỹ. Châu Mỹ. À, nhưng mà chị khẳng định là chắc chắn. Vâng. Và chúng tôi thì lại muốn khán giả nghĩ trong ít phút. Trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Cái đến phút thì anh Phan Văn Thành, một người chơi đến chúng ta từ Hà Tĩnh, đã quyết định chọn theo hai người trong tổ tư vấn để đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình là B, Togo. Cho câu hỏi mà chúng tôi đưa ra là Abuja là thủ đô của quốc gia nào? Bây giờ là lúc chúng tôi đưa ra câu trả lời đúng. A. Câu trả lời đúng phải là A. Và chúng tôi xin chúc mừng người duy nhất trong tổ tư vấn đã chọn A sẽ nhận trọn vẹn 600.000 đồng tiền thưởng của chương trình. Nigeria là quốc gia nằm ở phía Tây Phi, thủ đô là Abuja và ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Còn Togo thì thủ đô là Lome, Liberia thủ đô là Monrovia, Gambia thủ đô là Banjul. Đó là một số những thông tin cung cấp. Lẽ ra anh nên sử dụng nốt sự trợ giúp 50-50 theo gợi ý của tôi. Thì chúng ta có thể loại đi cái phương án Togo vừa rồi và có thể là dễ hơn cho anh, đúng không? Nhưng anh đã tin vào hai người trong tổ tư vấn. Anh sẽ ra về với 2 triệu đồng tiền thưởng. Cảm ơn anh đã đến chúng tôi. Chúc anh may mắn và cuộc sống.
Chúng ta vừa chia tay với anh Phan Văn Thành, một người chơi đêm chúng ta từ Hà Tĩnh. Và sau khi đưa ra một câu trả lời không đúng, anh Thành đã ra về với 2 triệu đồng tiền thưởng, để lại cơ hội cho công viên khác. Và bây giờ chúng tôi xin đưa ra câu hỏi. Sắp xếp các từ sau thành tên một món ăn. A mực, B long, C hạ, D chả. Xin mời. Công viên đã có câu trả lời của mình, bây giờ sẽ là câu trả lời của chúng tôi. Chúng tôi đã hỏi công viên là sắp xếp các từ sau thành tên một món ăn và thứ tự đúng sẽ là D chả, A mực, C hạ, B long, chả mực hạ long, và chúng ta sẽ xem kết quả. Tất cả đều trả lời đúng và xin chúc mừng Lê Bảo Khánh. Ở 3 giây 51 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất. Xin chúc mừng. Người chơi tiếp theo trong chương trình hôm nay là bạn Lê Bảo Khánh, đến chúng ta từ Bắc Ninh, năm nay 30 tuổi, hiện đang là chuyên viên của Bộ Tài chính. Vâng ạ. Bộ Tài chính có vẻ tuyển người tuyển cả hình thức hay sao nhỉ? Cảm ơn chú ạ. Mà tôi phải nói là tôi đi cùng với bạn này thì đây là một người chơi nam mà rất là đặc biệt ở chỗ là rất là thơm. Đấy là quy định của Bộ Tài chính hay sao? Dạ không ạ. Không phải. Dạ không. Đấy là do mình chứ sao? Vâng. Là một con người hòa đồng, dễ gần và hơi bốc đồng. Dạ. Hơi bốc đồng trong những trường hợp nào? Trong các hoạt động tập thể thì cháu có vẻ là hơi bốc đồng một tí. Dạ. Hoạt động tập thể mà không bốc đồng thì không còn gọi là hoạt động tập thể nữa, đúng không? Vâng, nếu thế thì nó mới gây được cái không khí cho mọi người mà thu hút được mọi người cùng tham gia với mình hơn ạ. Đúng rồi. Dạ. Có sở trường là xem chỉ tay cho chị em. Dạ, chỉ vâng cho ạ. Chị em thôi. Dạ vâng ạ. Còn anh cháu... em thì không xem được. Dạ, cầm tay một bạn trai trông nó kỳ chú. Với cả cháu học về cái chỉ tay ạ. Mục đích chính của cháu cũng là chỉ để cầm tay chị em thôi. Quan trọng nhất là cầm tay chị em thôi, đúng không? Còn nói đúng hay không quan trọng. Dạ vâng, với cả ở cơ quan cháu thì chắc là cháu là người đàn ông duy nhất mà cầm được tay tất cả chị em trong cơ quan. Cháu cầm hết cả dạ, vâng. Chị em rồi. Có bao nhiêu người ở trong cơ quan? Cơ quan cháu khoảng hơn 60 người. Hơn 60 người và dạ, 60 vâng. người là cháu đã nắm tay hết rồi. Dạ vâng, vinh dự với cháu. Sẽ có nhiều người đàn ông ghen tị với cái chàng trai này. Người khác nhận xét là sợ vợ số 1. Nhưng dạ. mà vợ thì lại nghĩ mình không sợ cô ấy. Vâng. Ở đây cuối cùng thực chất nó là gì? Sợ hay không sợ? Thực chất thì cháu thấy sợ vợ thì chủ yếu là nể vợ, mới cả yêu vợ thì mới là cháu tự cháu thấy là cháu rất sợ vợ. Còn dạ. thế còn cô chưa cảm thấy thế? Dạ vâng, vợ cháu thì chưa cảm thấy thế bao giờ ạ. Tức là cô còn đòi phải sợ hơn nữa. Dạ vâng ạ. Cô làm ở đâu? Dạ vợ cháu thì mới vào kho bạc nhà nước được vừa rồi ạ. Hai vợ chồng toàn là dính đến tài chính hết. Dạ vâng ạ. Vâng. Thế thì đời sống thì sung túc lắm đúng không? Dạ, bọn cháu thì là công chức nhà nước, lương thì cũng thấp thôi ạ. Dạ, được đôi 3 triệu một tháng, nói chung là vừa đủ tiền sữa cho con thôi ạ. Dạ. À, đã có cháu nhỏ. Dạ vâng. Bé bao nhiêu tuổi ạ? Bé nhà cháu được 3 tuổi ạ. 3 tuổi? Dạ vâng. Bé trai, bé gái? À, con gái. Con gái? Dạ. Và nó giống bố hay giống mẹ? Cháu thấy là ngày bé thì nó giống cháu nhiều hơn, nhưng mà càng lớn lên thì lại càng giống mẹ. À, dạ. Thế tức là hồi bé ý cháu nói là hồi bé thì sinh dạ. càng lớn càng xấu ấy hả? Dạ. Chú, dạ. chú thì chưa biết mặt vợ dạ, cháu vâng. nhưng mà cháu thì là một người rất là đẹp trai. Dạ, cảm ơn chú ạ. Thế còn nếu mà không giống cháu thì hơi tiếc. Dạ. Dạ. Biết đâu cô còn đẹp hơn đúng không? Dạ vâng ạ. Sở thích là thể thao và ca hát, nhạc nào cũng vậy. Dạ. Cháu có thể hát một bài hát nào đấy tặng cho khán giả truyền hình không? Vâng, cháu xin phép tặng chú Hải Văn Sâm các anh chị trong trường quay bài hát Sông Đắk Rông Mùa Xuân Về ạ. Vâng. Bài này cháu khá là thích và cũng đã bài thể hiện. Bài hát rất hay đấy. Vâng ạ. Vâng. Chim cơ tia bay tới những cánh chào Đắk Rông, bờ làng khoe sắc thắm gió đưa hương đôi bờ. Cây cơ tia bóng mát con xuôi hát thang ngày, cờ giải phóng phất cao. Ê, hey! Vâng, rất hay. Cháu có một giọng hát rất hay và chú hình dung ra là cháu quậy như thế nào khi mà sinh hoạt tập thể. Dạ, và đó là một điều cần phải có ở một chàng trai. Dạ. Nếu được giải thưởng sẽ cho con gái vào Đà Nẵng để thăm vợ.
Vợ cháu hiện nay đang công tác ở Đà Nẵng. Vợ cháu thì công tác ở kho bạc Cầu Giấy ạ, nhưng mà đợt này thì vợ cháu đang bận đi học đào tạo 2 tháng ở trong Đà Nẵng. Vâng, cháu rất muốn có một khoản tiền để đủ để hai bố con vào thăm mẹ, tại vì 2 tháng mà con gái ở nhà cũng nhớ mẹ lắm ạ. Vâng. Và còn khao anh em bạn bè nữa. Dạ, như vậy là cháu mà vượt qua câu số 10 thì vô tư. Dạ vâng ạ. Có thể thoải mái kể cả khao bạn bè rồi đưa con vào để thăm vợ đúng không? Dạ vâng, cháu hy vọng thế ạ. Hôm nay cháu đến chơi với chúng tôi cùng ai? Cháu đi chơi với cả bạn thân của cháu là bạn Hoàng Thành Sơn ạ. Vâng, chúng ta sẽ làm quen. Xin chào bạn Hoàng Thành Sơn. Dạ vâng, xin chào chú Lại Văn Sâm cùng toàn thể quý vị khán giả truyền hình. Cháu là Hoàng Thành Sơn ạ, đến từ Bắc Ninh và hiện tại đang công tác tại Vietinbank. Thì đến với chương trình hôm nay cháu xin phép chúc chú Lại Văn Sâm cùng bạn Khánh là đi được đến câu càng cao càng tốt. Vâng. Cảm ơn cháu đã đến và động viên cho người bạn của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào công việc thôi. Dạ vâng. Có tất cả 15 câu hỏi trong một chương trình Ai Là Triệu Phú dành cho một người chơi. Và có 3 mốc quan trọng mà chúng tôi luôn muốn người chơi vượt qua là 5, 10 và 15. Cháu sẽ có 3 sự trợ giúp là 50-50, gọi điện thoại cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Cháu nắm rõ luật của chương trình chưa? Cháu thưa rồi ạ. Đã sẵn sàng chơi với chúng tôi chưa? Sẵn sàng. Người chơi đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu đi tìm Ai Là Triệu Phú. Câu hỏi đầu tiên, đâu là tên một cung hoàng đạo? Vớ đúng một cái ông mà nghiên cứu về cái món này có vẻ như may mắn đầu tiên đúng không? Lợn mán, bọ cạp, ong vỏ vẽ hay kiến ba khoang? Dạ, đáp án cuối cùng của cháu là đáp án B ạ, cung bọ cạp. B, bọ cạp, chắc chắn đó là câu trả lời đúng rồi. Câu hỏi số 2, có câu mặt hoa da ba chấm gì? Sần sùi, thô giáp, phấn hay em bé? Dạ, C, phấn là đáp án cuối cùng của cháu ạ. Mặt hoa da phấn, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 3, Liên đoàn bóng đá châu Âu viết tắt là gì? CAF, OFC, AFC hay UEFA? Dạ, phương án cuối cùng của cháu là phương án D ạ, UEFA. UEFA, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 4, siro có vị gì chủ đạo? Đắng, cay, ngọt, mặn. Và con gái cháu uống hơi nhiều siro, cháu thỉnh thoảng uống ké bị ngọt ạ. C ạ. C, chắc chắn đó là câu trả lời đúng rồi. Câu hỏi số 5, ca sĩ Adele là người nước nào? Anh, Mông Cổ, Nhật Bản, Úc. Phương án cuối cùng của cháu là phương án A, anh ạ. A, xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. Cháu đã nhanh chóng vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên, trả lời đúng cả 5 câu, hiện nay cháu đã có chắc chắn 2 triệu đồng tiền thưởng. Nếu trả lời đúng ở câu số 6, mức thưởng sẽ là 3 triệu. Và bắt đầu từ câu số 6, cháu có thêm sự trợ giúp nữa là tư vấn tại chỗ. Câu hỏi số 6, đâu là tên gọi của một trình duyệt web trên máy tính? Linux, Unix, Symbian hay Firefox? Dạ, D, Firefox là câu trả lời cuối cùng của cháu ạ. Đúng người làm tin học. Dạ vâng. Chắc chắn đó là câu trả lời đúng rồi, xin chúc mừng. Câu trả lời đúng đưa đến cho cháu một giải thưởng trị giá 3 triệu. Nếu trả lời đúng ở câu số 7, nó sẽ là 6 triệu. Và đừng quên là mình còn 4 sự trợ giúp, rất nhiều. Câu hỏi số 7, loại cây nào xuất hiện trên quốc kỳ của Liban? Cây đào, cây hương bách, cây trà là hay cây xương rồng? Cháu thì cháu chắc là loại phương án A, cháu không nghĩ là cây đào. Cây hương bách, cây trà là, cây xương rồng. Nếu như cháu phân vân giữa phương án thì 50-50 sẽ là một sự trợ giúp rất tốt. Nếu cháu phân vân thêm một phương án nữa thì cháu sẽ dùng 50-50. Chắc cháu xin phép được hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Chúng tôi xin đọc câu hỏi và các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp cho bạn Lê Bảo Khánh đến chúng ta từ Bắc Ninh. Loại cây nào xuất hiện trên quốc kỳ của Liban? A, cây đào. B, cây hương bách. C, cây trà là. D, cây xương rồng. Xin mời khán giả. Ba 3% chọn A, 37% chọn B, 52% chọn C và 8% chọn D. Cháu sẽ là người quyết định.
Cháu xin phép được sử dụng thêm một sự trợ giúp nữa. Đó là 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ đi hai phương án sai. C và D là hai phương án sai, chỉ còn lại hoặc A cây đào hoặc B cây hương bách. Vâng, cháu xin phép chọn phương án cuối cùng của cháu là phương án B cây hương bách ạ. B. Câu trả lời cuối cùng là B sau khi loại đi hai phương án. Chúng tôi thì muốn nghỉ khán giả nghỉ thêm ít phút. Trở lại với chương trình A là Triệu Phú. Cách đến phút thì bạn Lê Bảo Khánh, một người chơi đến chúng ta từ Bắc Ninh, sau khi tham khảo ý kiến khán giả trong trường quay và sử dụng sự trợ giúp 50-50, đã quyết định chọn B, cây hương bách là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi mà chương trình đưa ra là loại cây nào xuất hiện trên quốc kỳ của Liban. Bây giờ là lúc chúng tôi đưa ra câu trả lời đúng. B, xin chúc mừng. Trên quốc kỳ của Liban có hình ảnh cây thông tuyết hay còn gọi là hương nam, hương bách, tuyết tùng, nó có nhiều cái tên gọi. Loài cây này tượng trưng cho sức mạnh quật cường và biểu hiện sự thuần khiết, và đó là cờ của Liban. Cháu với sự trợ giúp của khán giả trong trường quay và 50-50 đã vượt qua câu số 7. Hiện nay cháu đang có 6 triệu đồng tiền thưởng. Nếu trả lời đúng ở câu số 8, mức thưởng sẽ là 10 triệu và chúng ta vẫn còn 2 sự trợ giúp nữa. Câu hỏi số 8. Huyền thoại bóng đá nào được mệnh danh là Pele trắng? Zico, Bebeto, Romario hay Eusebio? Pele cháu biết nhưng mà Pele trắng cháu chưa nghe. Chắc cho cháu sử dụng một sự trợ giúp nữa. Đó là gọi điện thoại cho người thân. Và cháu sẽ gọi cho ai? Cháu sẽ gọi cho bạn Nguyễn Trung Hưng là đồng nghiệp của cháu ạ. Nguyễn Trung Hưng ạ. Chúng tôi xin kết nối điện thoại với bạn Nguyễn Trung Hưng. Alo, bạn Nguyễn Trung Hưng phải không ạ? Dạ, em là Trương ạ. Hai ạ? Vũ Việt Trương ạ. Nguyễn Việt Trương ạ. Vũ Việt Trương ạ. Vũ Việt Trương, cũng được đấy ạ. Hay là bạn Trương ạ. Vâng, Vũ Việt Trương ạ. Vâng, bạn là Vũ Việt Trương phải không ạ? Vâng. Tôi đang ngồi gọi điện thoại cho bạn thì trường quay của chương trình A là Triệu Phú và đang ngồi cùng bạn Lê Bảo Khánh. Có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của bạn. Bạn sẵn sàng giúp đỡ chưa ạ? Dạ, em sẵn sàng. Chúng tôi sẽ dành cho hai người một khoảng thời gian là 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Vâng. Anh ơi, Pele trắng là ai? Pele trắng, Zico. Pele trắng là ai? Zico, Bebeto, Romario, Eusebio. Sao nhớ là Nico? Đừng nhớ. Zico. Chắc chắn không? Chắc chắn. Zico. Bao nhiêu phần trăm? Hả? Bao nhiêu phần trăm? 100%. 100% à? Vậy có quà nhá. Nhá. Chắc là vừa sớt khi nó chưa ra thì vẫn còn lẩm bẩm là tao nhớ là Zico. Dạ vâng. À đây rồi, Zico 100%. Dạ. Sao? Đã vâng. Nhận được sự trợ giúp. Vâng, cháu xin chốt phương án cuối cùng của cháu là A Zico ạ. A Zico. Chắc chắn đó là câu trả lời đúng rồi. Xin chúc mừng. Ba cầu thủ trong số 4 cầu thủ này thì là đều là người Brazil, trừ cái ông Eusebio là cái ông người Bồ Đào Nha, còn lại Zico, Romario và Bebeto đều là người Brazil. Nếu mà cháu xem ấy thì cháu sẽ biết cả là ba cái ông còn lại kia ấy thì không phải da trắng, chỉ có ông duy nhất là ông Zico là da trắng, là trắng này thôi. Mấy ông kia đều là da màu cả. Zico là người Brazil và đã tham dự 3 kỳ World Cup, các năm là 1978, 1982 và 1986. Ông ghi được 66 bàn trong 88 trận cho đội tuyển quốc gia Brazil, một danh thủ và bây giờ cũng vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực bóng đá và góp rất nhiều công cho sự phát triển của bóng đá Brazil. Cháu đã vượt qua câu số 8 với sự trợ giúp của người bạn của mình và hiện nay cháu đang có 10 triệu. Nếu trả lời đúng ở câu số 9, cháu sẽ có 14 triệu và chúng ta đang tiến dần tới mốc quan trọng số 2 là mốc 10. Vẫn còn một sự trợ giúp nữa. Câu hỏi số 9. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây là câu hát trong bài hát nào? Hà Nội 12 mùa hoa, tiến về Hà Nội, Hà Nội trà đá vỉa hè, hay Hà Nội mùa vắng những cơn mưa? Hay hát, thích hát và biết bài hát này đúng không ạ? Cháu thích hát, cháu cũng biết hát bài hát này nhưng mà ngồi trên ghế nóng thì hơi hồi hộp một tí ạ. Vâng. Vâng. Cháu xin chốt phương án cuối cùng của cháu
Dạ, phương án D. Câu trả lời cuối cùng là D. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Cháu có hát được câu hát này không? Dạ, cũng hơi... Cháu thử hát cái câu hát này sao? Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm em trao tuổi thơ ngây. Còn đây. Nó còn nguyên. Vâng. Và cháu cũng còn nguyên với chúng tôi, bởi vì đây là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Vâng. Đó là một bài hát rất hay của nhạc sĩ Trương Quý Hải, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, phổ thơ của Bùi Thanh Tuấn. Cháu đã vượt qua câu số 9 và hiện nay cháu đang có 14 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 10, cháu sẽ nhận một tấm séc của chương trình trị giá 22 triệu và vẫn còn một sự trợ giúp nữa, đừng quên. Rất đắc lực là hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Câu hỏi số 10, Steffi Graf, nữ vận động viên quần vợt vĩ đại nhất thế kỷ 20 là người nước nào? A. Đức, B. Mỹ, C. Bỉ, D. Pháp. Tay vợt nam phải cho biết nhiều hơn tay vợt nữ. Nếu ở nhà thì cháu sẽ chắc là chọn được câu này, nhưng mà ngồi đây hơi run. Vẫn còn một sự trợ giúp nữa. Dạ. Nghe tên nó phải giống tiếng Đức. Cháu xin sử dụng nốt sự trợ giúp còn lại. Xin hỏi là trong trường quay có ai biết chắc chắn câu trả lời đúng không? Thì giơ tay ạ. Xin chào các bạn khán giả, mình tên là Hà, mình đến từ Quảng Ninh. Với câu hỏi này mình sẽ trợ giúp cho người chơi là Steffi Graf là người Đức. Tại sao bạn lại chọn phương án này nhỉ? Mình là người rất ham mê quần vợt. Chắc chắn đây là câu trả lời chắc chắn 100% luôn. Người đầu tiên của tổ tư vấn chọn A. Đức. Cháu là Nguyễn Văn Dương, sinh viên năm tư ở Đại học Dược. Câu này cháu xin trợ giúp cho người chơi là đáp án là người Đức ạ. Người thứ hai cũng chọn A. Cháu tên là Hiền, cháu đến từ Hà Tĩnh ạ. Và trong câu hỏi này cháu xin trợ giúp cho người chơi là đáp án A. Vâng, cảm ơn bạn. Cả ba người của tổ tư vấn đều chọn A. Đức, quyết định sẽ là ở cháu. Dạ vâng. Một mình thì thiếu tự tin, nhưng mà bây giờ có ba mình hỗ trợ cháu thì chắc là cháu chọn phương án cuối cùng của cháu là phương án A. Đức ạ. A. Đức. Lúc đầu cháu cũng nghĩ là dạ, Đức đúng không? Cháu nghĩ là Đức ạ. Cháu suy luận cháu cũng nghĩ là Đức đúng không? Vâng ạ. Steffi Graf, một nữ vận động viên quần vợt vĩ đại nhất thế kỷ 20. Và chúng ta sẽ xem cô là người nước nào. A. Tên đầy đủ là Stefani Maria Graf, nhưng mà ở báo chí cũng như là thường gọi cô là Steffi Graf. Đấy. Với một cái tên rất là ngắn gọn như vậy. Sinh năm 1969 tại Đức. Năm 1988 thì cô giành được huy chương vàng đánh đơn Olympic cùng với 4 giải Grand Slam và trở thành người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử đạt được giải Golden Slam. Và chúng tôi xin chúc mừng tổ tư vấn, cả ba người đã trả lời đúng. Mỗi người sẽ nhận 200.000 đồng tiền thưởng của chương trình. Đây là tấm séc đầu tiên của cháu, chúng ta sẽ khoe với khán giả đã. Vâng, xin chúc mừng. Dạ, cảm ơn chú ạ. Trị giá 22 triệu. Dạ. Và chúng ta sẽ đặt nó nằm xuống để tiếp tục nghe những câu hỏi tiếp theo. Chúng ta còn phía trước 5 câu hỏi nữa. Mặc dù đã hết sự trợ giúp nhưng sẽ cố gắng. Vâng ạ. Vượt qua câu số 10, cháu đã có chắc chắn một tấm séc của chương trình trị giá 22 triệu. Nếu trả lời đúng ở câu số 11, nó sẽ là 30 triệu. Câu hỏi số 11. Dòng nhạc rock and roll bắt nguồn từ đâu? Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Mỹ hay Brazil? Câu này trả lời sai không mất gì đúng không? Câu này trả lời đúng, cháu sẽ có thêm tiền, trả lời sai không mất gì. Dạ. Cháu đã có chắc chắn một tấm séc trị giá 22 triệu. Vâng. Cho nên cứ mạnh dạn mà chơi. Vâng. Cháu thì câu này thực sự là cháu không có phương án trả lời chính xác ạ. Nhưng mà cháu thì cháu rất hợp với con số 3. Nên là cháu sẽ chọn Mỹ ạ. Phương án cuối cùng cháu là Mỹ ạ. Mỹ. C. Câu trả lời cuối cùng là C. Thực ra thì rock and roll thì nó có ở khắp nơi trên thế giới. Việt Nam còn có rock and roll mà đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà nó gốc gác ở đâu, nguồn gốc bắt nguồn từ đâu thì đấy lại là chuyện khác. Dạ. Người chơi đã đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình rồi. Và chúng tôi thì lại muốn mời khán giả nghỉ thêm ít phút.
Trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Cadet Food thì bạn Lê Bảo Khánh, một người chơi đến chúng ta từ Bắc Ninh, đã quyết định chọn C, Mỹ là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi mà chương trình đưa ra, là dòng nhạc rock and roll bắt nguồn từ đâu. Bây giờ là lúc chúng tôi đưa ra câu trả lời đúng. C. Yes. Xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. Rock and roll là một hình thức âm nhạc phổ biến phát triển trong những năm 50 và 60 ở Mỹ. Thật là xuất sắc, cháu đã vượt qua câu số 11. Và bây giờ thì chú lại được ký một tấm séc thứ hai, nó có trị giá cao hơn 30 triệu. 30 triệu là có thể ngoài chuyện đưa con vào, có thể mời cả bố vào cùng rồi. Đúng không? Dạ vâng. Chúng ta sẽ khoe với khán giả tấm séc thứ hai của cháu, 30 triệu. Xin chúc mừng một lần nữa. Dạ, chú ạ. Và sau đó thì chúng ta lại đặt nó nằm xuống để tiếp tục nghe các câu hỏi. Cháu đã có tấm séc thứ hai trị giá 30 triệu. Nếu trả lời đúng ở câu số 12, cháu sẽ nhận tiếp một tấm séc nữa trị giá 40 triệu. Sau khi nghe câu hỏi của người dẫn chương trình đọc, nếu cảm thấy có cơ sở để mạo hiểm thì cháu có thể đưa ra quyết định. Còn nếu như không, cháu có quyền dừng cuộc chơi để bảo vệ tiền thưởng. Trả lời đúng chúng ta sẽ có thêm 10 triệu, trả lời sai mất đi 8 triệu, đã có được và mất. Câu hỏi số 12 trị giá 40 triệu. Nhà rông thể hiện nét đặc sắc trong kiến trúc của đồng bào dân tộc nào? Jarai, Ede, Cơ Tu hay Chăm? Cháu rất là thiên về phương án B. Rất là thiên về phương án B. Cháu đi cái bảo tàng dân tộc học rồi, cháu chỉ nhớ là chỉ có thể là B hoặc là A. Nhưng mà B cháu thiên về nhiều hơn. 10 triệu và mất 8 triệu. Hôm nay đến đây chơi rất là may mắn rồi, nên cháu đánh cuộc sự may mắn cho cháu thêm lần nữa. Cháu xin lựa chọn phương án cuối cùng của cháu, phương án B ạ. B. Cháu chốt ạ. Quyết định thêm một lần nữa. Vâng. Nếu như được, chúng ta có thêm 10 triệu. Nếu như thua, chúng ta mất đi 8 triệu. Vâng, không sao ạ. Cháu phân vân giữa A và B. Dạ vâng. Cuối cùng là nghiêng về B. Và đưa ra câu trả lời cuối cùng là B, E, D. Bây giờ thì chúng tôi xin đưa ra câu trả lời đúng. Bảo Trâm. Cháu cũng không biết là cháu tên là Bảo Trâm hay tên là Thảo Mai nữa. Ngồi đây rồi nhớ được tên mình là may lắm rồi. Lúc ấy trông Trâm rất dễ thương. Không ạ, cũng có những điểm xấu ạ. Anh không soi đúng không? Đòi hỏi em phải nấu ăn. Đàn ông cao thượng. 15 câu hỏi chúng tôi luôn muốn người chơi vượt qua. Chơi vượt thường từng lúc. Tôi phản đối chuyện đấy. Câu này chắc đau tim thật. Với một cô gái đẹp thì mọi cái nó đều thú vị. Ôi em cảm ơn anh. Kể cả nước mũi. Ai đồng ý giơ tay ạ. Hôm nay đến đây chơi rất là may mắn rồi, nên cháu đánh cuộc sự may mắn cho cháu thêm lần nữa. Cháu xin lựa chọn phương án cuối cùng của cháu, phương án B ạ. B. Cháu chốt ạ. Quyết định thêm một lần nữa. Vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin đưa ra câu trả lời đúng. A mới là câu trả lời đúng. Vâng. Nhà rông chỉ có ở những buôn làng người dân tộc như Jarai, Bana ở phía bắc của Tây Nguyên. Đó là câu trả lời đúng. Không sao, tấm séc trị giá 30 triệu này nó không còn giá trị gì nữa. Cháu vẫn còn tấm séc trị giá 22 triệu. Đây là tấm séc của cháu. Chúc mừng cháu một lần nữa. Thưa quý vị, bạn Lê Bảo Khánh, một người chơi đến chúng ta từ Bắc Ninh, một chuyên viên của Bộ Tài chính, đã chơi rất xuất sắc và đã ra về với tấm séc trị giá 22 triệu đồng của chương trình. Cảm ơn cháu đã đến với chúng tôi và chúc cháu luôn luôn thành công, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn chú ạ. Còn cũng đúng lúc này thì thời lượng phát sóng của chương trình Ai Là Triệu Phú tuần này đã hết và chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây. Với quý vị chỉ một lời duy nhất thôi, cảm ơn quý vị thật nhiều về sự quan tâm ủng hộ của quý vị cho chương trình trong suốt thời gian vừa rồi. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn.